cơm chiều, quán ăn tối này trái cây trên đây bán cũng nhiều lắm á. Đây là đến là khu vực chợ Tư Phát, mọi người chỉ bán trên vỉa hè thôi à. Bữa tối này cũng bán đầy đủ rau củ rồi trái cây, có đồ tạp hóa thì ở đây thì đến đây khu vực này bán đồ mới nhiều nè, rau củ ban đêm có cả bắp nấu nè. Phía bên kia cũng vậy nữa, ban đêm thì dĩ nhiên thì nó sẽ không bằng ban ngày rồi. Vẫn có bán ban đêm nè. Rau củ ban đêm cũng bán quá chừng luôn rồi nè. Rồi đến đây là chỗ bán cá nè. Đây là cá cơm rất là có lợi hết. Mực, ốc. Nhưng mà đặc biệt cái công đường này thì nó hơi xấu một xíu. Ở bên trong là khu vực bán cá. Ngay bên đó là khu vực bán cá đó mình đi. Đâu có ổ một cái mọi người, chiếc xe. Cái đường nhỏ mà chiếc xe nó chạy vô ban ngày là sẽ mắc kẹt mà. Bữa nay thì xe do chiếc xe hơi bự vừa chạy qua thì nó bị dồn xe con lại đây. Quá trời thịt vẫn còn ban đêm bán nè. Nè, bên tay trái của sàn cũng có kệ thịt nữa nè. Bên đây bán kệ thịt gì bán như vậy thì để lại mai bán sao, mai bán thịt hết ngon rồi. Cá ban đêm bán cũng quá chừng luôn mọi người ơi. Đó, mọi người xem không? Cá ban đêm ta cũng vẫn bán bình thường. Giờ chạy xe rồi. Chỗ này là trái cây nha, ổi nè. Đây, trái cây đây. Đến cái chỗ này thì sao thấy đông vui hơn hả? Kệ thịt bán ban đêm còn nhiều quá vậy. Nhấn hàng rau củ bên kia đó kìa. À, bên đây là hàng tạp hóa nè. Trời tối này chắc mọi người thấy hơi không được rõ ha. Bánh nè.
cá lội trứng nha. Trong đây là bán nước uống. Dưới của mình có một cái quán. Đây là có những cái xe hàng rong, ngày nào thì sang hay cũng thấy mọi người đổ ở đây nè. Dưa leo 2kg 15.000. Quả dưa hấu Long An này ngon quá nè. Đỏ tươi chứ. Vải trùm thái. Trùm thái 10.000 nửa ký. Đây cái trùm thái nè. Đó là 20.000 đồng ký, trái lớn lớn á. Hỏi rồi quần áo ban đêm cứ bán nè. Chợ này ban đêm bán cũng đầy đủ, nhưng mà sang thấy thì cũng vừa thôi, chứ cũng không có lớn quá mà cũng không có nhỏ lắm. Quán ăn bên đây cũng nhiều nè, quán ốc. Có hủ tiếu bên đường. Đường này mọi người chạy thẳng chút xíu nữa sẽ đi ra quốc lộ 1A rồi. Ngay đoạn này thì cũng nó cũng hết vui, bớt bớt cái sự nhộn nhịp rồi. Nên hoa xanh ở chỗ này hai cái cũng gần sát bên luôn. Đây là đường số 29 thuộc phường Bình Trị Đông. Ngay khu vực này vui quá luôn rồi nè. Con đường này thì có nhỏ rồi hả? Khoảng lọt lòng nó khoảng 6 mét gì hả? Nhưng mà nhà cửa thì đông đúc nè. Ngay chỗ này thì quán xá đâu. Như sân thấy quán nào cũng đông người vậy đó. Nè. Ồ chào, một cái quán bia bên đây nè. Sáng bên này là một cái quán nữa nè. Quán hải sản không à, lớn ghê luôn. Bên đây nè, kế bên đấy nè. Nếu quán chỗ này đông nhộn nhịp quá chừng luôn rồi nè. Ở đây bên đây quán nhậu. Bên đây hiện là có mấy cái quầy bán trái cây này nè. Gửi cuốn. Sáng bên này là quán ốc tụi mình. Nghiêu sò ốc. Bên tay trái của sàn có một cái quán cũng lớn quá nè. Quán hải sản, của trang trí đẹp quá. Đông quá chứ bên kia mọi người. Đến đây có tiếng xe buýt 41 á, từ bến xe miền Tây chạy vào đây. Con đường tên lửa nằm đây nè. Đường này mình sẽ đi thẳng ra Ion Mall Bình Tân. Giờ sang sẽ đi trên đường tên lửa này cho mọi người xem nha.
những con đường nhỏ này có bán hải sản nè, cua. Đoạn đường này thì thuộc về khu phố 1. Bánh mì bơ nữa. Khu phố 1. Chỗ này thì ban đêm không có buôn bán gì hết trơn ha. Bên kia thì có đồ ăn kìa. Quán nhậu cũng nhiều quá chừng luôn ha. Ngày đây có bánh khoai xanh nè. Bên trong nước thì mọi người đã biết rồi, nhưng bà con cô bán ở xa xứ á, ngay chỗ bánh khoai xanh đó là buôn bán rau củ, những đồ thực phẩm đó. Nó giống như một cái siêu thị mini của tập đoàn Thế Giới Di Động mới lắng xanh qua. Ngay cái đoạn này sẽ ôm cua bên tay phải nè, đi thẳng ra đường tỉnh lộ 10. Đây, ngay đây có một cái quán cà phê Coi, nhìn đẹp á, lớn lắm ha, đông lắm á. Ngày thứ bảy chủ nhật thì ở trong này đông lắm á. Ồ đẹp quá, trang trí cũng đẹp nữa. Coi Coffee Garden nằm trên đường Tên Lửa thuộc phường Bình Trị Đông. Ngay ngã ba này là con đường tỉnh lộ 10 nè. Mình đi chạy thẳng qua bên tay phải sẽ đi về quận 6, quận 11 được. Còn mình đi sẽ đi qua bên tay trái thì đi về quốc lộ 1A. Về sang sẽ đi qua bên tay phải, đi qua đường Lê Đình Cẩn cho mọi người xem nha. Qua đây là đoạn đường tỉnh lộ 10. Ở đằng kia nó có ngã ba, rẽ bên tay trái sẽ đi vào đường Lê Đình Cẩn. Anh công nhân vệ sinh đường phố. Ở phía trước nó có một cái ngã ba đó, mình rẽ bên tay trái đi vô đường Lê Đình Cẩn. Giờ sang sẽ ngưng camera để quay qua bển nha. Xe cộ chỗ này chạy qua chạy lại rồi, ghê quá. Đây là con đường Lê Đình Cẩn, cũng thuộc về quận Bình Tân. Cái đoạn này thì nó cũng hơi tối thưa hơn chút xíu. Chạy thẳng ra phía trước á thì gần kế bên chợ thì mọi người sẽ thấy vui hơn. Dọc trên vỉa hè thì đồ ăn còn nhiều lắm á.
gà rán à. Ngay khu vực đường Lê Đình Cẩn thì cũng là thuộc về phường Bình Trị Đông luôn. Nhưng mà ở đây là Bình Trị Đông A. Hai bên đường nè, bán đồ ăn nè, có bún mâm, bún riêu. Lại đường chợ đằng trước đó thì còn vui hơn nữa. Chỗ này thì nó cũng hơi ít bán đồ ăn. Mình đi lại đằng kia, phía trước mặt mọi người á. Chỗ này cũng gần gần khu vực chợ rồi, nên là thức ăn bán nhiều lắm nè. Cơm tấm rồi xe bánh mì. Ở đằng trước thì có cái cơm gà sới mỡ ống đĩ nè. Quán nhậu giờ này thì chưa có đông hả, còn ít khách.